Xin chào các anh chị nhà đầu tư ạ. Chào mừng các anh chị nhà đầu tư quay trở lại những cái video clip nhận định thị trường và những nhận định về cổ phiếu tiềm năng. Thì ngày hôm nay là cái ngày thị trường tăng hồi tăng lên tích cực và đã nhiều nhóm ngành cũng đã bắt đầu tăng lên tốt anh chị nhé. Và dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa đến những cái nhiều mã cổ phiếu hơn. Đặc biệt là ngày hôm nay cũng đã lan tỏa đến nhiều mã cổ phiếu ở mid cap rồi, và nổi bật trong những cái mã cổ phiếu tăng lên trong ngày hôm nay thì Tuấn Tú sẽ gửi tặng đến các anh chị hai mã cổ phiếu mà đang cho thấy những cái cơ hội đầu tư rất tiềm năng, gửi tặng các anh chị, đó là hai mã cổ phiếu LC và BAF nhé. Trước tiên vào phân tích về hai mã cổ phiếu đó thì Tuấn Tú sẽ nhận định qua về thị trường chung các anh chị nhé. Anh chị ủng hộ cho em những lượt like, những comment hay subscribe kênh và ủng hộ em có thể mở tài khoản mới bên công ty chứng khoán SSI với ID trên màn hình các anh chị nhé. Đầu tiên thì thị trường ngày hôm nay, về thị trường ngày hôm nay anh chị thấy là cũng đã tăng rất tốt, tăng 10 điểm vào đóng phiên vừa xong, đóng phiên vừa xong lúc 2:45 thì là đã dừng ở 1.293 điểm, hồi phục rất tốt và bắt đầu quay về lại những cái vùng đỉnh cũ. Và ở nhịp này rất có khả năng dòng tiền nó quay trở lại tốt thì có thể vượt được đến qua 1.300 các anh chị nhé. Ở chiều tăng thì có 295 mã tăng, giảm thì có 155 mã giảm thôi, và có 63 mã tham chiếu, và đồng lòng dòng tiền lan tỏa và có rất nhiều mã cổ phiếu xanh, đặc biệt trong rổ VN30 thì có cả ngân hàng. Các mã ngân hàng như VPB, STB, MBB đều tăng, thép thì vẫn khỏe. Đặc biệt là đáng chú ý là dòng ngày hôm nay thì có dòng hóa chất, phân bón thì cũng tăng rất mạnh nha anh chị nhé. Nhưng ở hiện tại thì không phải mã cổ phiếu nào cũng cho điểm mua, hay các nhóm ngành tăng mạnh vừa rồi kéo chỉ số lên thì không phải mã cổ phiếu nào cũng còn điểm mua đẹp nữa. Với những mã cổ phiếu đã tăng mạnh rồi thì anh chị tránh, không nên đuổi mua xanh ở thời điểm hiện tại vì nó sẽ có những rủi ro trong ngắn hạn các anh chị nhé. Dòng tiền vào cũng đang rất là tích cực anh chị nhé. Dòng tiền vào rất là tích cực. Vâng, đó là về thị trường ngày hôm nay. Còn về phân tích kỹ thuật thì thị trường vẫn đang trong cái pha gọi là hồi phục lại rất là tốt, hồi phục theo hình chữ V và đã quay trở lại vùng đỉnh cũ và đang sát vùng đỉnh cũ này ở cái vùng 1.300 thì sẽ có những cái áp lực rung lắc tương đối mạnh các anh chị nhé. Vì thế là em mới vừa có cái sự nhận định là các anh chị không nên mua đuổi hoặc bám đuổi hoặc mua những cái mã cổ phiếu trong nhịp vừa rồi đã tăng mạnh vì sẽ có những cái rủi ro. Nhưng về thị trường chung thì nó đang là tốt và tích cực khi dòng tiền đã bắt đầu vào và cải thiện dần, tăng khối lượng tăng tiếp các anh chị nhé. Vì vậy chúng ta nên trên thị trường vẫn có luôn cơ hội và chúng ta tập trung vào những mã cổ phiếu mà có những cái điểm mua đẹp và cái cơ hội mua nó an toàn. Chính vì thế mà em gửi đến các anh chị hai mã cổ phiếu. Đầu tiên đó là mã cổ phiếu LC. Rồi, LC thì sau một nhịp giảm điều chỉnh vừa rồi về những cái vùng hỗ trợ mạnh ở 24.4 thì cũng đã có sự test đi test lại và vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ tốt, đó là cái vùng hỗ trợ từ 24.5.6 cho đến vùng hỗ trợ 25.2, và hôm nay cũng đã xác nhận test lại và xác nhận vượt bật trở lại trên vùng giá 25.2 rồi anh chị nhé. Thì đó là trong phiên ngày hôm nay thì em cũng có tư vấn các anh chị là đã mở mua một phần, và ngày mai thì vẫn còn cái điểm mua trong cái vùng điểm mua luôn được và sát vùng hỗ trợ các anh chị nhé. Thì anh chị nên có thể mua mới được luôn trong phiên. Anh chị nào đã phiên mở mua được trong ngày hôm nay thì là tốt rồi, còn ngày mai thì vẫn còn điểm mua các anh chị nhé. Anh chị có thể tham gia được cái mã cổ phiếu LC, một cái mã mà trong ngành công nghệ thì anh chị cũng biết rằng là về ngành thì đang được hưởng lợi khi mà sẽ có nhiều được hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ khi để phát triển ngành chip, và đặc biệt là có rất nhiều các doanh nghiệp lớn ở trên thế giới và đặc biệt là Mỹ thì cũng có những cái chính sách là sẽ đầu tư vào cái ngành sản xuất chip ở
Việt Nam các anh chị nhé. Và những cái ngành công nghệ như LC sẽ là được hưởng lợi nó ở trong một cái xu hướng uptrend. Thì thời điểm này LC cũng đã có những cái nhịp chỉnh test lại chiết khấu giá, và về cái vùng giá này là một cái vùng giá hợp lý và đang có những cái vùng mua an toàn. Dòng tiền cũng đã bắt đầu trở lại rồi đối với LC các anh chị nhé. Đó là một cái điểm mua rất là đẹp và cơ hội để anh chị đầu tư rất tiềm năng đối với mã cổ phiếu này. Một cổ phiếu thứ hai đó cổ phiếu BASF, ngành thịt lợn đúng không ạ? Anh chị thấy rằng là ở thời điểm vừa rồi, thời gian trước ý, thì BASF cũng rất là khỏe, tăng lên rất là tốt đúng không? Và cũng đã một thời gian vừa rồi thì thị trường điều chỉnh xuống thì BASF cũng có cái sự điều chỉnh, và đặc biệt là nó đã có những cái thông tin tốt trở lại, đó là những cái dự phóng vào quý 2, báo cáo quý 2 sắp tới chuẩn bị ra thì đang có dự phóng là BASF có doanh thu trong quý 2 rất là tốt. Chính vì cái thông tin này đã làm động lực cho BASF đã có điều chỉnh xác nhận về kỹ thuật, đã xác nhận điều chỉnh xong và đã quay trở lại một cách mạnh mẽ và đã bật trở lại hai phiên thanh khoản vào, bắt đầu là thanh khoản vào lớn hơn và đã xác nhận vượt lại cái vùng giá 20.5, và đó là đã xác nhận là BASF đã quay trở lại đường đua anh chị nhé. Vì vậy anh chị có thể tham gia được luôn trong phiên ngày mai buổi sáng là anh chị có thể mua luôn được với BASF. Vì với những cái mã cổ phiếu như thế này thì thị trường hiện tại là đang rất ít những cái mã cổ phiếu khỏe, doanh nghiệp tốt mà đang ở cái vùng giá hợp lý và ở sát vùng hỗ trợ mua, có điểm mua an toàn là rất là ít. Hiện tại những cái mã cổ phiếu khỏe thì lại rất là khó mua, ví dụ như là trong ngành công nghệ thì có FPT đúng không ạ? FPT bây giờ thì sợ là không có điểm mua nhưng LC thì lại còn điểm mua. Chúng ta cùng view lại những cái mã mà khỏe ở kênh trên các anh chị nhé. Đấy, ví dụ như là FPT này. Đấy, anh chị thấy rằng là nó ở vùng cao mất rồi thì bây giờ mua thì nó có sự rủi ro nhất định đúng không? Thứ hai nữa là cái lực bán của nó đang nhiều và đang có cái dấu hiệu tín hiệu phân kỳ và phân phối. Đấy, thì nên là về những mã này thì về xu hướng ngành thì là tốt, nhưng điểm mua hiện tại trong ngắn hạn thì không có và điểm mua rất là rủi ro đúng không? Hay là CMG cũng vậy, nó ở vùng cao. Đấy, vì vậy chúng ta không nên mua đuổi những cái mã cổ phiếu mà nó đang ở trên vùng cao và nó chưa có sự xác nhận, đó là thì chúng ta chưa nên. Còn những cái mã cổ phiếu mà cùng trong ngành nhưng lại đang có ở cái điểm mua gần hỗ trợ và điểm mua an toàn thì đó là cái cơ hội rất tốt anh chị nhé. LC đúng không? Đấy, chúng ta nhìn lại là rõ ràng là cái điểm mua nó đang được đánh giá cơ hội rất là tốt để các anh chị tham gia được vào những cái mã cổ phiếu này. BASF thịt lợn như vậy thì anh chị có thể thấy rằng là trong cái ngành thịt lợn thì gồm có BASF và HAG đúng không ạ? Thì HAG nhịp này cũng đã chỉnh về rất sâu, nhưng với HAG thì chưa có một cái thông tin nào tích cực để hỗ trợ cho HAG cả. HAG vẫn đang về những vùng hỗ trợ và chưa có sự bật trở lại, mà tín hiệu bật trở lại là chưa có, và những cái thông tin về doanh thu trong quý 2 thì chưa có và cũng chưa có cái động lực gì để quay lại được. Trong khi đó thì BASF lại có những cái thông tin tốt và tích cực hơn và đã có những cái tín hiệu bật trở lại tốt hơn anh chị nhé. Đấy, như nên là trong ngành thì chúng ta cũng cần phải có sự sàng lọc kỹ càng. Một cái ngành đang tốt nhưng không phải mã cổ phiếu nào cũng cho một cái điểm mua đẹp được. Đó là những cái mà chúng ta em đã sàng lọc rất kỹ càng trong cái ngày hôm nay và gửi đến tặng các anh chị hai mã cổ phiếu BASF và LC các anh chị nhé. Một lần nữa chúc các anh chị giao dịch thành công trong phiên ngày mai. Anh chị ủng hộ cho Tuấn Tú những lượt like, những comment, subscribe kênh, và những anh chị nào chưa có người đồng hành cần người hỗ trợ hợp tác tư vấn 1:1 cơ cấu danh mục hay xây dựng danh mục đầu tư tiềm năng, anh chị có thể inbox với em qua số điện thoại 0983218882 trên màn hình, hoặc có thể anh chị có tài khoản bên SSI có thể chuyển ID về bên em qua ID ở phía trên màn hình các anh chị nhé, hoặc anh chị có thể mở cần tư vấn mở tài khoản mới tại bên tài khoản chứng khoán SSI, anh chị có thể liên hệ với em càng sớm càng tốt các anh chị nhé. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những buổi live stream nhận định phân tích và những cổ phiếu tiềm năng lần sau ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.